Xin chào mọi người. Trước tiên là thành thật xin lỗi mọi người fan của Tin vào Đế Tôn, trên mình Đế Tin á, là nói thật là anh không có thời gian, dạo này cũng bận. Mà bây giờ sáng nay vô kiểm tra thì thấy có nhiều bạn vô đăng ký hội viên group YouTube, chắc là để nghe được trên mạng đó, chắc để nghe Tin vào Đế Tôn đó. Anh sẽ cố gắng thu xếp. Trước tiên là cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh. Sau đó là anh hứa bây giờ cứ một ngày anh sẽ cố gắng lên một clip để cho những hội viên nghe được. Những clip này là ad chỉ đăng vào group hội viên thôi, thành ra là những ai đã đăng ký hội viên thì bạn sẽ nghe được ha. Cảm ơn nhé, cảm ơn khun khun rồi. Nói chung là một số bạn đó đã đăng ký vô hội viên YouTube đó để nghe Tin vào Đế Tôn. Từ tối nay ad sẽ cố gắng lên.